Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì sau những cái lời yêu cầu của bà con cô bác là Út ơi kiếm đăng mấy con bò tơ chữa mà tàn lớn. Thì hôm nay Út có đến nhà của anh này để ghi hình đăng bán hai con bò tơ chữa tàn lớn nha cô chú anh chị và các bạn. Hai con bò này là sát nhất nha. Hai con bò này là bô xin. Bò này thì nói chung là nói về cái độ đẹp thì bà con cô bác chúng ta khỏi sợ, tại vì bà con cô bác cũng thấy thấy trực tiếp trên cái video rồi nè. Bò này thì dao động tầm khoảng từ mét ba có hơn. Bây giờ mình bắt đầu mình vô cái chương trình luôn nha. Đây là cái con bò này là bò tơ chữa nha, bò bô nha. Đó, bò này thì bây giờ em xin báo giá trực tiếp cho cô chú anh chị và các bạn nè. Con bò bô này có giá là 42 triệu, con này chữa 6 tháng mấy nè. Con này cũng 6 tháng rồi. Một cặp bò này thì nói chung là bây giờ em xin báo giá cho bà con cô bác, cặp bò này có giá là 42 triệu một con. Tại vì bò này bò bự con nha cô chú anh chị các bạn. Cái này á, cái dấu này là cái dấu mà nó nằm ở sát mé tường á, rồi nó đâm ra nó cọ chung chúng cây cột á. Đó nên nó để lại cái vết thẹo ngoài da vậy thôi chứ không phải là nó bị gì nha cô chú anh chị các bạn. Bò thì tàn lớn nha. Đó. Bò này thì 42 triệu một con, mình coi dàn thùng nè. Nó dàn cấp mình nè, mình nhìn dàn chân móng nè. Đó, ok đúng không? Dàn rúng nè, thấy không? Bò tơ chữa chưa đẻ lứa nào nghe, xuống vú hết trơn rồi nha. Con này 5 tháng mấy, 6 tháng à, con kia 6 tháng mấy. Cặp này mỗi một con có giá là 42 triệu nghe cô chú anh chị các bạn. Nhìn dàn chân của nó đứng khéo dữ lắm luôn. Mình thấy không? Thấy dàn chân của nó đứng khéo ghê không? Dàn thùng khỏi chê luôn. Đó, hai con bò này có giá là mỗi một con có giá là 42 triệu. Bò này bò tơ là tàn, là phải gọi là cái tàn có số quá nghe. Bò này ví dụ như bà con cô bác chúng ta không biết con bò này, con bò này không biết nó bự nhỏ, mình nhìn coi nè. Đó, mình nhìn thấy không? Tướng tá nè. Dàn chân nè, đứng khéo dữ lắm. Bò này bò cái tơ nha. Nếu như mà nó tơ mà nó chiều cao tầm này rồi mà nó đẻ ra nó sạc bò ra nó còn bự cỡ nào nữa. Đó là cô chú anh chị các bạn nên suy nghĩ. Tại sao mà lại có những con bò tơ có giá hai mấy triệu một con, mà tại sao lại có những con bò tơ mà có giá 40 mấy triệu như thế này cô chú anh chị và các bạn. Đó mình coi nè. Không phải là mình nói bò nó mắc, mà em nói với cô chú anh chị và các bạn nè, tiền nào thì của nấy. Mình đừng có mà mình sợ mình mua con bò mà nó, mình sợ mà mình mua con bò mà nó mắc. Tại sao bò nó bự thì nó phải mắc, nó đẹp mà nó phải mắc hay sao? Chứ giờ mình kiếm cái đồ rẻ mà nó chất lượng ở đâu ra mà thêm cái nữa. Không có cái gì mà rẻ mà bền mà thêm cái chất lượng nó đi theo, không có đâu. Cái gì á cũng có cái giá của nó. Không có cái gì mà vừa ngon mà vừa bổ mà vừa rẻ. Đó đúng không? Em nói thì chắc có lẽ là cô chú anh chị và các bạn chúng ta cũng biết là tại sao có những con bò tơ mà nó giá 27, 28 triệu mà bao chữa, mà tại sao lại có những con bò 30 mấy triệu, 40 mấy triệu, 5 mấy triệu, 6, 70 triệu cũng có. Là tại vì ở chỗ đó, cái tiền nào thì của nấy thôi. Mình không có đem phân biệt được. Chỉ có những anh, những chị, những cô, những bác đã không biết mua bò, mình bị người ta gạt. Đó, mình mới mua cái con bò mà giá trị nó mắc thôi. Chứ con bò này em hỏi cô chú anh chị và các bạn nè, con bò này cái tàn nó tầm này, lớn tàn, lớn xác kiểu này, mà mình mua làm gì mà có giá dưới nào mà dưới giá bán dưới giá 40 triệu đâu. Mà bao chữa tơ nghe. Tại sao mà lại có những cái con bò cũng bao chữa mà nó có hăm mấy triệu? Là đó những con bò nhỏ con. Thứ nhất, thứ nhì là do nó, một là nó trục trặc sinh sản, hai là do nó gì đó trong vấn đề cái cơ thể của nó nên mới bán giá rẻ cho mọi người thôi. Chứ bò này cô chú anh chị các bạn thấy không, con bò chà bá gì mà đẻ ra con là mình bán bao nhiêu tiền đó. Người ta chỉ bước vô chuồng, em nói mọi người nghe vậy là mình mua cái con bò bự tiền, mình đừng có ngán. Mà mình ngán hay không á là do cái này nè cô chú anh chị các bạn. Ngán hay không là do mà mình biết mua bò hay không thôi, chứ mà mình mua con bò bự tiền mà nó có chất lượng thì mình đâu có sợ. Nếu như mà mình nuôi cái chuồng bò tầm dài, con bò bự bự vậy không vô, mình bước vô chuồng có ai dám vô chê không? Lái nào vô dám vô ép giá không? Không giờ có. Vô người ta thấy con bò con của mình nó đẹp là người ta năn nỉ người ta mua, chứ không bao giờ mà người ta ép giá được. Em nói thiệt.
mình nuôi con bò nhỏ nhỏ con ha, đẻ ra con xấu xấu mình kêu lái mình bán, mình kẹt tiền mình kêu lái mình bán, đôi khi lái vô người ta ép giá mình. Chứ nói thiệt, những cái con bò này mà đẻ con ra đẹp đi, lái vô nói thiệt phải năn nỉ mua của anh của chị, chứ không phải là mà là vô làm giá với anh chị được đâu, nói thiệt á. Còn mà em nói thì bà con cô bác nào cảm thấy thích chương trình của em á thì em mang ơn. Còn mà em mà có động chạm tới anh với chị nào á thì mọi người cũng thông cảm giùm em. Tại vì cái chương trình này em làm thì nó đúng ra thì em cũng có tiền đó, nhưng mà em bán được bò rồi chủ nhà cho tiền em mới lấy nha. Chứ không phải như một số cá nhân đi đến quay phim rồi lấy tiền chủ nhà. Không có, em quay phim là quay hoàn toàn miễn phí. Trong khi đó mọi người cũng biết rồi, ai bước chân ra xã hội, một khi đã leo lên chiếc xe thì chiếc xe đó phải đổ xăng mới chạy được. Em cũng vậy, em làm cái chương trình này không phải là em làm công không, nhưng mà thật sự em làm có cái tâm. Em đến em quay phim xong rồi anh chủ nhà anh bán được bò rồi anh cho em bấy nhiêu em lấy bấy nhiêu. Em không có đòi hỏi trước là anh nên cho tôi 100, 200, 300, 500, 700 gì đó, không có. Tại vì sao mà mọi người lại mến em ở chỗ đó là cái chỗ em làm chương trình với cái tâm. Đấy, chương trình của các bạn. Chứ không phải là mình vô mình lấy tiền khán giả để mình làm phim, làm chương trình xong rồi bắt đầu cái mình về mình bán được rồi mình quy định con đó tôi lấy ông nhiêu tiền, tôi bán cho ông con bò, tôi lấy ông 2 xị, 5 xị, 1 triệu, 2 triệu, không có. Đối với em là không có chuyện đó nha cô chú anh chị và các bạn. Đối với em là hoàn toàn không có chuyện đó. Em đến, em ghi hình cho bà con, cô bác, mọi người coi chương trình của em nay mấy năm rồi. Chứ không phải là 1, 2 năm, 1, 2, ổ lộn không 1, 2 ngày. Đó, mình làm chương trình, mình để lại cái tâm thì đôi khi là mình sẽ được lâu dài. Mình coi nè cô chú anh chị và các bạn, coi cậy đuôi của nó nè. Con bò nói chung là bò đẹp nha. Bò đẹp thì cái giá trị nó phải đẹp rồi. Mình nhìn thấy con bò không? Con bò này thì tàn sát nhất rồi đó. Mà giá nó không phải là giá vừa nữa. 42 triệu, 42 triệu nha. Bây giờ em sẽ đi lại gần nó cho bà con cô bác ta coi nè. Coi cái chiều cao của hai con bò này cái tầm nào. Mình nhắm mình mua được không? Nếu mà mua được thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại em để trên màn hình ha. Chứ để bà con cô bác chúng ta mà không có điện liền á, mình phải canh giờ mình coi. Chứ để nhiều khi bà con điện cho Út ơi sao mà anh canh hoài mà anh không mua được con bò. Thì anh cũng thông cảm giùm em, là tại vì có rất là nhiều bà con coi cái chương trình của em. Người ta cũng canh giờ, người ta cũng coi đến lúc mà phát sóng đó. Rồi cái người ta mua. Mọi người coi nè, con bò này là tàn sát nhất nha. Bò này thì nói chung là tơ chữa, bò tơ chữa nha, tàn sát nhất hết á. Chân cẳng thì khỏi chê rồi, móng miết thì rất là ok. Mà mọi người coi nó liền màu nữa nè. Bò nói chung là nó khá là nó dễ luôn. Em lại gần nữa nè, mọi người coi em vuốt ve nó nè. Nó cái vàng rúng của nó em nói thiệt chứ khỏi chê luôn, xuống vú hết trơn rồi. Bò này thì rất là đẹp bò. Em đứng chiều cao của em là 1m75 đó. Và em đang đứng kế bên nó thì bà con cô bác biết rồi, bò này khá là đẹp. 42 triệu một con. Thì nó đúng ra thì bà con nông dân chúng ta ở quê thì mình kiếm được vài chục triệu là nó đã khó rồi. 42 triệu phải là số nhỏ đâu. Xin lỗi mọi người, em nghe điện thoại khách hàng cái nha. Dạ em nghe hả? Ồ anh Úc, anh đó. Dạ. Rồi em gọi anh lên em chị Vinh nè. Dạ có. Có video của anh xin gọi về bán bò á. Dạ rồi em nghe. Anh bây giờ rồi bây giờ em có mấy con bò chữa nè, anh có Zalo không, em gọi trực tiếp cho anh coi luôn. Rồi rồi rồi, ok ok. Rồi bây giờ anh có Zalo, anh đọc số Zalo đi em kết bạn cho. Rồi chút xíu em điện lại, ok anh nha. Rồi rồi rồi. Đấy cô chú anh chị các bạn, thì bây giờ cũng như thường lệ thì em sẽ lấy cái thước ra rồi em sẽ đo thử chiều cao của những cái con bò này cho bà con cô bác ở gần xa mình nhắm coi mình mua được không hen. Nếu mà mua được thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em để trên màn hình, cô bác cứ việc hạo ra bức tường hoặc là cây cột rồi chúng ta hãy điện thoại chốt bò. Và một điều nữa muốn gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn như thế này là mình thà mình mất lòng trước mình đặng lòng sau. Bà con cô bác chúng ta mua bò trên kênh của em bắt buộc một điều phải nghe kỹ thông tin,
bò này thai nghén làm sao, chế độ bảo hành sao. Đối với những con bò tơ này thì bên em sẽ không có bật chế độ bảo hành khác ngoài bảo hành cô chú anh chị và bạn có thai, tại vì bò này chưa đẻ mà em đâu có bao lòi được. Còn bò này đang bao chữa đúng không, trong vòng 3 ngày đầu tiên thì cô chú anh chị và các bạn vui lòng về nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám lại và báo cho em biết ok bò này có chữa thì em xác nhận, còn nếu mà không có chữa em cho xe trở lại và chở bò về trả tiền đầy đủ của chú anh chị và các bạn luôn nha. Nhớ là 3 ngày đầu tiên phải thăm lại báo cho em biết nha cô chú anh chị và các bạn. Thà mình nói trước vậy chứ để nhiều khi bà con cô bác cái quên cái về nói ngốc nó khám rồi thôi kệ đi, thôi mình tin tưởng nó, không đừng có sử dụng cái chữ tin tưởng ở đây. Cái chữ tin tưởng đó em không có trả giá bằng tiền được, cái chữ tin tưởng đó em không có đền bù bằng tiền cho cô chú anh chị và các bạn được đâu. Bởi vì bà con cô bác mình cần phải làm đâu ra đó đúng em, tại vì bò này em bán giùm mà bò này khoảng con 2m3 nha cô chú anh chị và các bạn, tại phía sau sân khu nha. Bò này thì em bán giùm mà chứ đâu phải của em đâu, mà nếu như mà trục trặc gì đó thì em đâu có bỏ tiền ra em ấy được. Bởi vậy là em hợp đồng với chủ nhà xong rồi em cũng hợp đồng với bà con cô bác đó, mình nhắm coi mình làm đúng thủ tục em mới bảo hành cho cô chú anh chị và các bạn được nha. Còn mà ngoài thủ tục, ngoài những cái thông tin rồi thì coi như là hai bên chúng ta vui vẻ, không có chuyện gì hết ha. Em cũng không giải quyết được, nếu như mà trong cái phạm vi nào đó em đã nêu trong cái video thì em sẽ bảo hành cho cô chú anh chị và bạn từ A tới Z. Còn nếu như mà qua khỏi những cái thời gian mà em đã đưa ra rồi thì cô chú anh chị và các bạn giờ có thánh xuống em cũng giọng thì giải quyết không được, tại vì bò này em bán giùm bắt buộc bà con phải làm đúng theo cái quy định thôi. Và bây giờ thì Út không biết nói gì hơn, hồi nãy đến giờ thì cũng nói nhiều rồi, hình ảnh cũng cập nhật đầy đủ hết trơn rồi. Hai con bò này là